Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 159. Sau khi đeo vòng tay vào, Lạc Hoa giơ tay lên cười nhẹ. Cánh tay nàng lộ ra phần lớn, mịn màng mềm mại, trắng trẻo như ngọc, kết hợp với chiếc vòng tay băng phượng độc nhất vô nhị trên đời, thực sự đẹp không sao tả xiết, hoàn mỹ vô cùng. Rất đẹp. Lâm Nhất gật đầu khen, rồi chợt bảo, cô không sao chứ? Cô gái đó không phải người nói lý lẽ. Lạc Hoa cười nói, ta không sao, thực ra ta cũng không thích nói lý lẽ cho lắm, chẳng qua huynh không biết thôi. Ánh mắt Lâm Nhất thoáng qua tia sâu sắc, hắn có thể đoán ra rằng, lại lịch của đối phương chắc chắn không đơn giản là thế gia thánh giả. Nhưng đối phương không nói, vậy hắn cũng không hỏi, coi như đó là sự hiểu ngầm giữa hai người. Hai ngày sau, đại hội danh kiếm bắt đầu. Lâm Nhất mang thiệp mời, đi đến nơi tổ chức đại hội danh kiếm cùng Bạch Trưởng Lão và Lạc Hoa. Đại hội danh kiếm có chia ra loại lớn và loại nhỏ, hiện tại, đại hội danh kiếm mà Lâm Nhất tham gia là đại hội danh kiếm nhỏ, trừ cái này ra còn có đại hội danh kiếm 4 năm một lần, do Tàng Kiếm Sơn Trang tổ chức. Nói chung, đại hội danh kiếm nhỏ chỉ có ảnh hưởng ở khu vực Tàng Kiếm Lâu địa phương. Còn đại hội danh kiếm lớn lại là sự kiện lớn của toàn bộ kiếm khách Côn Luân, được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có, kiếm khách trong thiên hạ đều lấy làm vinh hạnh khi được tham gia. Nhưng đại hội danh kiếm ở Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu lần này cũng không xoàng, phần thưởng là phần viêm kiếm đã thu hút rất nhiều kiếm khách tới đây. Gần non nửa kiếm khách trẻ ở Đông Hoang đều đến hết rồi, họ khao khát tỏa sáng, vượt qua mọi đối thủ và giành được kiếm phần viêm dưới sự chứng kiến của mọi người, danh lợi đủ cả. Nhưng hễ là người trẻ, họ đều có tấm lòng cực kỳ nhiệt huyết đối với sự kiện lớn này, rất nhiều người dù không phải kiếm khách cũng muốn đến xem. Nếu mà là ngày xưa, e là Lâm Nhất cũng vậy. Nhưng sau sự cố với tiểu công chúa nhà họ Phong, anh không còn có tí thiện cảm nào với đại hội danh kiếm này, đây chỉ là một nhiệm vụ thôi. Đại hội danh kiếm không có quy tắc cụ thể, chỉ có một điều đó là, bất kể người tham gia có tu vi ở cảnh giới nào thì cũng phải phong ấn xuống cảnh giới thiên phách, đại hội danh kiếm chỉ so tài kiếm thuật không so tài tu vi. Trọng tài là những người đến từ các đại tộc thế gia ở hoang cổ vực, những người không thuộc Tàng Kiếm Lâu bình bầu, bảo đảm công bằng cho đại hội. Địa điểm diễn ra đại hội nằm ngay ở quảng trường Thanh Nham trong viện chính nhà họ Phong, và cũng là nơi đặt Tàng Kiếm Lâu. Viện chính nhà họ Phong có thể nói là hoành tráng, rộng rãi, các cung điện khổng lồ và những lò lửa được khóa bằng xích sắt, hiện diện khắp nơi, làm cho người ta cảm giác xem thế đủ rồi. Ở khắp nơi trong quận thành Thanh Nham, có thể bắt gặp rất nhiều kiếm khách trẻ, lưng đeo hộp kiếm chạy đến Tàng Kiếm Lâu. Khi sắp đến cửa viện chính nhà họ Phong, có một nhóm người trong đám đông đi về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất liếc mắt rồi không nhìn thêm nữa. Người tới là một người quen, không biết kiếm được thiệp mời từ đâu, hoàn toàn không còn vẻ nhếch nhác khi bị Lâm Nhất giã mấy hôm trước nữa, mà trông rất là tự tin và kiêu ngạo. Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Yến Tử Kính cười tít mắt nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng nói, không ngờ sức mạnh cơ bắp của ngươi lại đáng sợ như vậy, nhưng hôm nay chỉ so kiếm, nếu ta tìm ngươi ước chiến. Ta thật lòng hy vọng ngươi đừng từ chối. Nét mặt Lâm Nhất lạnh nhạt, không để ý đến người này. Trong lòng Yến Tử Kính đang tức lắm, nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ nhẹ nhàng nói, cứ đợi đấy, để xem lát nữa ngươi còn có thể dở được trò gì. Hôm nay ngươi không đến còn đỡ, đến rồi thì chỉ còn một con đường chết. Người này là ai nhỉ? Bạch Trưởng Lão không hiểu hỏi. Chắc là chó nhà ai quên xích lại ý mà. Lâm Nhất thản nhiên nói một câu. Rồi cùng đám đông đi vào viện chính nhà họ Phong, khi sắp tiến vào quảng trường Thanh Nham, hắn tách đoàn với Lạc Hoa và Bạch Trưởng Lão. Họ không có thiệp mời, chỉ có thể đến khán đài để xem. Khi Lâm Nhất đưa thiệp mời ra, lúc báo tên, đối phương lẩm bẩm gì đấy rồi nhìn Lâm Nhất một cái đầy ẩn ý. Thì ra ngươi chính là Lâm Nhất, thủ lĩnh đội thị vệ nói với giọng quái gở, ta nghĩ rất nhiều người sẽ có hứng thú với ngươi, không ngờ ngươi lại đến thật, vào đi. Nói xong. Hắn ta tỏ vẻ mỉa mai rồi không để ý Lâm Nhất nữa. Lâm Nhất nhíu mày, nhận ra có gì đó không thích hợp, hắn không hề quen biết tên thị vệ này. Hắn thật sự không rõ, tại sao đối phương lại biết mình, nói chuyện còn chẳng có đầu có đuôi gì cả. Đi bước nào tính bước đó vậy? Lâm Nhất tiến vào quảng trường Thanh Nham, hắn tức khắc bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Ở trung tâm quảng trường có một hồ nước rộng, giữa hồ có một lò lửa cao chừng trăm trượng. Trong lò lửa đang cắm một thanh kiếm khổng lồ dài đến nghìn trượng. Thanh kiếm khổng lồ cao vút tận hư không, chuôi kiếm bị buộc chặt bằng 8 dây xích sắt,
đầu kia của xích sắt gắn trên 8 bức tượng mãnh thú trên bờ hồ. Trúc Long, Cùng Kỳ, Đằng Xà, Côn Bằng, Đào Ngột. Chẳng hiểu sao Lâm Nhất cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó hắn chợt nhận ra nó hơi na ná với thanh kiếm trong người hắn. Hắn lập tức sởn tóc gáy, cực kỳ kinh hãi. Điều này hơi kỳ lạ. Vẻ mặt của những người khác cũng không khác Lâm Nhất là mấy, bọn họ đều chấn động trước cảnh tượng trước mặt, lát nữa bọn họ sẽ đứng trên đỉnh của 8 bức tượng hung thú này thi đấu. Đỉnh pho tượng có không gian rộng, hơn nữa còn có trận pháp bảo vệ, đủ để giao đấu thoải mái. Ha ha, người huynh đệ lần đầu trông thấy bát hung tỏa hồn trận viễn cổ phải không? Cái này chỉ là hàng giả thôi, hàng thật trong tàng kiếm sơn. Chàng kia mới thật sự là chấn động, cạnh Lâm Nhất là một chàng trai trạc tuổi hẳn, chàng trai cười tiêm tỉm ngồi xuống. Bát hung tỏa hồn trận, Lâm Nhất liếc người này một cái, hắn phát hiện người này khí chất phi phàm, khôi ngô tuấn tú vô cùng, hắn yên lặng ngồi xuống, rồi hỏi, xin lắng tai nghe. Người đó thấy Lâm Nhất hỏi mình, hai mắt lập tức sáng lên, tỏ ra rất phấn khởi. Có vẻ người này khá hoạt bát, thích giao tiếp với người khác, và còn vui với việc thể hiện sự hiểu biết của mình, tại hạ Diệp phi phàm. Nếu huynh muốn hỏi về bát hung tỏa hồn trận này, hỏi ta là đúng rồi đấy, người của tàng kiếm lâu chưa chắc đã biết rõ bằng ta đâu. Huynh nói đi, Lâm Nhất thong thả nói. Diệp phi phàm đắc ý, khẽ cười bảo, thế huynh phải nghe kỹ vào nhá, đây là một bí tân mà cảnh giới long mạch cũng không biết, hôm nay sẽ cho. Huynh mở rộng tầm mắt. Diệp phi phàm khá là tự nhiên, vừa gặp mặt đã cười tươi, nghe thấy có người quan tâm thì khoe luôn. Lâm Nhất có chút dao động trong lòng, chăm chú lắng nghe. Huynh đã nghe đến 10 thần binh Côn Luân bao giờ chưa? Diệp phi phàm cười một cách bí ẩn, nháy mắt rồi nhướng mày nói. Có nghe qua một ít, cụ thể thì không rõ. Lâm Nhất từng nghe Tiểu Băng Phượng nhắc qua vài lần, nhưng không hỏi kỹ, hắn nghĩ lời Tiểu Băng Phượng nói chưa chắc đã là thật, nàng ấy tính thích nói phét, nên chỉ có thể nghe kiểu nửa tin nửa ngờ thôi. Đứng đầu 10 thần binh là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, ở thời viễn cổ ngày xưa, khi thần tổ sắp đúc xong thiên hạ đệ nhất thần kiếm, thì phát hiện không thể trấn áp được sự sắc bén của thanh kiếm này. Nên đã chém giết đám mãnh thú là mối họa lớn hoành hoành ở bát hoang, mấy trận chiến đó đánh nhau dữ dội trời đất mù mịt. Nghĩ nghĩ, thời viễn cổ ấy, kỷ nguyên mới khai thiên lập địa, bao nhiêu thần ma thức tỉnh, những tồn tại mà được xưng là bát đại hung thú thì phải đáng sợ cỡ nào chứ? Diệp phi phàm vỗ tay, nghiêm mặt nói, nhưng ghê gớm khủng là 8 đại hung thú này đều bị thần tổ chém hết. Ngài ấy một người một đao. Giết phải gọi là máu chảy thành sông, tụ lại thành biển, sát khí vô tận, phong mang vô biên, biến máu vô tận. Lâm Nhất liếc mắt nhìn sang, người này trông thì chính trực, sao còn nói phét hơn cả Tiểu Băng Phượng vậy? Cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ và hoài nghi của Lâm Nhất, Diệp phi phàm ho khan mấy tiếng, cười nói hơi quá đả tí. Ta kể nghiêm túc nhé, tóm lại thần tổ đã chém chết 8 đại hung thú này, rồi dùng trận pháp trấn áp thần kiếm, để thần kiếm thành công xuất thế. Sau đó lấy kiếm này, dẹp yên vùng hoang cổ, mở ra kỷ nguyên thần long. Lâm Nhất trầm ngâm một lát, rồi nhẹ giọng nói, vừa nấy, huynh bảo thần tổ dùng đao, sao vế sao lại dùng kiếm rồi. Cái này ý hả, Diệp phi phàm gãi đầu, hai mắt sáng lên, cười bảo, hình nhưng, à, đúng. Rồi, thần tổ ông ấy đao kiếm song tu, đúng rồi, đao kiếm song tu, giỏi, quá giỏi. Lâm Nhất cạn lời, coi như hắn đã nhìn ra rồi. Người này còn không đáng tin hơn Tiểu Băng Phượng. Những lời hắn nói nửa chữ cũng không được tin, bí mật của bát hung tỏa hồn trận, mình vẫn phải tự đi điều tra mới được. Thấy Lâm Nhất có vẻ không quan tâm mình nữa, Diệp phi phàm xấu hổ, cười cười bảo, những điều này đều là thần thoại, trên sách cổ chỉ ghi lại đôi câu vài lời, tôi nghĩ khó hiểu, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, về sau thần kiếm mất, bát hung tỏa hồn trận cũng mất theo. Mãi đến thời thượng cổ, Tử Diên kiếm thánh xuất hiện khiến cho bát hung tỏa hồn trận thất truyền đã lâu lại xuất hiện, hiện giờ gia tộc vẫn còn nằm giữ bát hoang tỏa hồn trận ở Côn Luân này, chính là nhà họ Mạch và tàng kiếm Sơn Trang. Điều này chắc là thật, Tử Diên kiếm thánh quả thật có nắm giữ bát hung tỏa hồn trận, nhưng ngươi đừng có hỏi ta, có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ nữa. Ta cũng không có hứng thú với bí mật của Tử Diên kiếm thánh. Giọng Tiểu Băng Phượng từ trong hộp kiếm Tử Diên truyền vào tai Lâm Nhất. Làm cho sâu trong lòng hắn cảm nhận được sự rung động không nhỏ. Tử Diên kiếm thánh không biết còn sống hay đã chết, muốn tìm hiểu bí mật của bát hung tỏa hồn trận, xem ra vẫn phải đi một chuyến đến tàng kiếm Sơn Trang mới được. Nói vậy, bát hung tỏa hồn trận trước mặt đây cũng đang trấn áp một thanh kiếm. Lâm Nhất nhìn sang cái hồ nước rộng, cái thanh kiếm trên lò lửa to quá,
nó dài cả nghìn trượng và cao hơn rất nhiều ngọn núi. Diệp Phi Phàm nhìn ra nghỉ vấn trong lòng Lâm Nhất, hắn chớp mắt cười nói, kiếm giấu trong kiếm. Lâm Nhất choàng hiểu ra, thì ra là vậy. Thanh kiếm đó thật không tầm thường, đó là thiên lôi. Thanh kiếm có ngàn vân thánh kiếm do tộc Mạch Thị chế tạo, được Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu coi làm bảo vật trấn lâu. Hàng năm, nó đều xuất hiện áp trục ở đại hội danh kiếm, cho mọi người quan sát một phen, đến nay vẫn chưa có ai đoạt đi được, thậm chí ngay cả thách thức cũng không dám. Diệp Phi Phàm thấy Lâm Nhất có vẻ hứng thú, lập tức khoe khoang, thao thao bất tuyệt, đại hội danh kiếm cấm giết người, nhưng nếu muốn thách đấu để lấy thanh kiếm này, người thua phải bỏ mạng. Muốn có được kiếm thiên lôi, phải vượt qua ba trận thần long quỷ, quỷ là kiếm trận bách quỷ dạ hành, long là kiếm trận thương long, còn thần là kiếm trận tứ tuyển nguy hiểm nhất, do bốn vị cường giả cảnh giới thần đan chủ trì. Thể nào cũng có người không tin, nhưng người chết nhiều lắm rồi, nên cũng không ai dám khiêu chiến nữa. Tất nhiên, quy tắc vẫn vậy, cường giả cảnh giới thần đan, cũng chỉ được dùng tu vi thiên phách. Vậy à? Lâm Nhất không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì đang phỉ nhổ, thiên lôi chính là thanh kiếm của lão già kia nhỉ, đúng là lấy mạng ra chơi với ông ta. Ba cửa thần, long, quỷ, cửa nào cũng đòi mạng à? Diệp Phi Phàm kéo dài giọng, đứng thẳng lên, thở ngắn than dài. Nhưng liếc mắt nhìn sang, phát hiện Lâm Nhất chỉ nhìn chằm chằm bát hung tỏa hồn trận kia, không hề có ý định để ý đến hắn ta. Diệp Phi Phàm ngượng quá, không giả bộ già đời nữa, hắn ta hướng mắt nhìn về phía những kiếm khách lưng đeo hộp kiếm trên quảng trường, rồi cười nhạo, người thì đông thật đấy, nhưng toàn là pháo hôi thôi, một đám tranh giành nhau, muốn lấy được kiếm phần viên, bọn họ toàn bọn mơ mộng hão huyền. Lâm Nhất liếc hắn ta một cái, Diệp Phi Phàm mừng thầm, nhưng ngoài mặt giả bộ không biết, rồi cười nói, huynh có biết, ai có thể giành được ngôi đầu bảng ở đại hội danh kiếm lần này không? Lâm Nhất lắc đầu, cái này hắn không rõ lắm. Ha ha! Diệp Phi Phàm cười bảo, bốn ứng cử viên hàng đầu cho hạng nhất đại hội danh kiếm lần này, không bất ngờ thì đều là những người nằm trong top 1000 trên bảng tinh quân, người nào cũng có tu vi ở bán bộ thần đan. Tàn sát các tôn giả tiểu thần đan ngoài bảng, dễ như cắt dưa thái rau vậy, huynh nhìn bên kia kìa. Hắn ta đưa tay ra chỉ về phía tàng kiếm lâu, phía dưới tàng kiếm lâu có một đài quan sát lơ lửng giữa không trung. Tầng trên cùng là phong huyền tử tọa chấn, hai bên trái phải là những vị danh túc đến từ thế gia thánh giả ở hoang cổ vực, còn có một số lão đại của quận thành Thanh Nham, gia chủ nhà họ Hoàng cũng ở trong đó. Tầng dưới là các thanh niên tài tuấn, lấy tiểu công chúa nhà họ Phong làm trung tâm, những người khác vây quanh nàng ta như vì sao vây quanh mặt trăng. Dưới đài phi thiên thì là đài quan sát bình thường, Lạc Hoa và Bạch trưởng lão đều ở đó. Phương hướng mà ngón tay Diệp Phi Phàm đang chỉ chính là cái tầng mà tiểu công chúa nhà họ Phong đang ở, người ở trong đó đúng là có phong thái chắc tuyệt, khí chất hơn người. Nếu mà nói kỹ hơn thì, bốn người này đều nắm được kiếm ý thông thiên, trình độ kiếm đạo cao siêu hơn người bình thường. Huynh có nhìn thấy tên gầy kia không? Tên này là người của nhà họ Phong, tên là Phong Tỉnh Dương. Trông hắn gầy như que xào, tưởng như gió thổi là đổ vậy thôi, thực ra hắn có tu vi bán bộ thần đan, 28 tuổi, kiếm ý thông thiên đã đạt đến trình độ đại thành. Diệp Phi Phàm lại chỉ tiếp, tùy ý cười nói, huynh nhìn tên mặc áo xanh kia, ăn mặc như dở hơi, hắn tên Cung Hạo Nhiên, kiếm rất nhanh, kiếm của hắn nhanh đến mức khiến cho tôn giả cảnh giới thần đan cũng không dễ bắt được. Còn cả tên kia nữa, đúng, chính là cái tên mặt dỗ đấy, hắn tên Triệu Nham, diện mạo bình thường, nhưng xếp thứ 801 trên bảng tỉnh quân. Lâm Nhất phì cười, mấy người này cũng được xem là khôi ngô, đến miệng Diệp Phi Phàm kể thì tên nào cũng thành méo mó xấu xí. Nhưng cũng phải, tên này lắm mồm thì lắm mồm, nhưng đẹp trai, con trai đẹp như con gái, tuấn giật xuất trần, xứng đáng với hai chữ Phi Phàm. Phần trọng tâm đến rồi đây, mạnh nhất trong bốn người này lại là tên Công Tôn Viêm kia, tên này nói lắm không chịu được, hắn có một đôi mắt kiếm, được xưng là có thể nhìn thấu bất kỳ kiếm pháp nào của đối thủ. Xếp hạng của hắn trên bảng tỉnh quân cũng khủng lắm, tận vị trí thứ 500, ba người kia trình độ ngang ngửa hắn, chỉ kém ở mỗi đôi mắt kiếm này. Nếu không có tuyệt chiêu đặc biệt, e là vẫn phải bại trong tay hắn. Hắn mà cũng dám chê người khác nói lắm hả? Lâm Nhất thấy buồn cười, hắn phát hiện gã Diệp Phi Phàm này, dù mới quen nhưng khá thú vị. Chỉ là hơi thích tạo sự chú ý, ngoài việc nói nhiều ra thì mọi thứ đều ổn. Sau khi giới thiệu xong, Diệp Phi Phàm vẫn thấy chưa đã nghiền, nên cười hì hì nói, muốn nghe bát quái không? Chuyện về tiểu công chúa nhà họ Phong đấy, bảo đảm là chuyện bí mật.
Lâm Nhất không nói gì, ý bảo đối phương cứ kể đi. He he, thế ta kể đây. Nghe nói hai ngày trước, có người đến trang viên nhà họ Phong xin thiệp mời xong không được. Gấp quá làm liều, đánh bị thương tất cả thị nữ của tiểu công chúa nhà họ Phong, còn chọc mù mắt một người trong đó, phải gọi là rất tàn nhẫn á. Diệp Phi Phàm phấn khích nói tiếp, thế còn chưa tính, người huynh đệ này đến từ Thương Huyền phủ nghèo nàn này còn tẩn hết đám nhân tài kiệt xuất có mặt ở đó một trận tơi tả. Rồi còn tuyên bố rằng nếu hắn xuất hiện ở đại hội danh kiếm, tất cả mọi người đều sẽ bại dưới kiếm của hắn, mấy tên được gọi là anh hùng chỉ là một lũ gà đất chó sành, ngông cuồng lắm luôn. Chậc chậc, điều tuyệt hơn còn ở phía sau, hắn rất là ngang ngược, đoạt luôn thiệp mời từ tay tiểu công chúa nhà họ Phong. Rồi còn bảo, ở đại hội danh kiếm, hắn không chỉ lấy được hạng nhất, mà còn lấy luôn cả kiếm thiên lôi, để cho người nhà họ Phong biết thủ đoạn của Lâm Nhất hắn. Thảo nào? Lâm Nhất ngộ ra. Thảo nào tên thủ lĩnh thị vệ kia biết hắn là Lâm Nhất liền tỏ vẻ kinh thường, cao cao tại thượng. Tiểu công chúa nhà họ Phong này đã thêm mắm thêm muối vào câu chuyện hôm đó, rồi truyền ra cho cả thành biết. Diệp Phi Phàm cười khẩy bảo, con người ấy mà, ngông cồng một tí chẳng sao, dù sao cũng còn trẻ mà. Nhưng ngông quá mức thì chính là kẻ ngốc, muốn giành hạng nhất thì cũng tạm được, lại còn đi chế ngạo mọi người sẽ là bại tướng dưới tay hắn. Rồi còn không sợ chết bảo, muốn lấy kiếm thiên lôi đi. Thế thì đó đâu chỉ là kẻ ngốc, đồ ngu mới phải, ta cá nếu hắn dám có mặt ở đại hội danh kiếm, thể nào cũng chết. Hắn thấy Lâm Nhất không phản ứng gì, thế là không khỏi nóng nảy, ho khan mấy tiếng, người huynh đệ nói vài câu đi, ta nói có đúng không? Dù gì cũng phải cho ta có tí cảm giác tồn tại chứ. Lâm Nhất nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta chính là tên ngốc huynh vừa nói. Diệp Phi Phàm lập tức trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngượng ngùng cười, ha ha ha. Ta bảo mà, ta vừa nhìn thấy Lâm huynh một cái đã thấy rất thân thiết, không ngờ Lâm huynh lại có lai lịch như vậy, ghê gớm, ghê gớm. Thật không dám giấu, tiểu công chúa nhà họ Phong được đánh giá cực kém, ta thấy ngứa mắt từ lâu rồi, Lâm huynh giáo huấn là phải, cái này đáng ngông. Lâm Nhất trực tiếp bỏ qua hắn, đại hội danh kiếm đã bắt đầu, trên các pho tượng của tám đại hung thú đều có người đang giao đấu. Lâm Nhất tùy ý xem, những người có thể lấy được thiệp mời, đúng là đều có chỗ hơn người. Thực lực của họ so với đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông thì mạnh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ vậy thôi, so với Diệp Tử Lăng thì vẫn kém xa. Trên đài thi đấu có kẻ thắng người thua, thỉnh thoảng cũng có những chiêu kiếm ấn tượng, làm cuộc so tài mở màn cũng được. Nhưng thời gian trôi qua, không có gì thú vị nữa, khi mọi người đang cảm thấy hơi chán. Trên đài thi đấu của tám đại hung thú, xuất hiện một khoảng trống ngắn, một bóng người bay qua, đứng trên đầu của hung thú Côn Bằng. Quét mắt nhìn xung quanh rồi lạnh giọng hét lên, Lâm Nhất ở Thương Huyền Phủ, có dám đấu với Yến Tử Kính ta một trận không? Toàn trường sửng sốt, sau đó lập tức xôn xao hẳn lên, cái tên gây xôn xao dư luận dạo gần đây này. Hắn có tới tham gia đại hội danh kiếm thật hả? Trong tiếng xôn xao, vô số ánh mắt thông qua tầm mắt của Yến Tử Kính nhìn sang Lâm Nhất. Diệp Phi Phàm chạy rất nhanh, khi Yến Tử Kính gọi tên Lâm Nhất, hắn đã âm thầm đứng xa Lâm Nhất ra. Hắn chính là Lâm Nhất. Chọc mù mắt thị nữ của Phong Tiểu Ngư, đánh đập nhân tài các phương, ngạo mạn tuyên bố rằng sẽ quét sạch đại hội danh kiếm, Lâm Nhất cảnh giới thiên phách. Không chỉ những người trên quảng trường Thanh Yên và đài quan sát, cả những vị trên đài khách quý và các kiếm khách xếp hạng cao trên bảng tỉnh quân cũng nhìn sang Lâm Nhất với ánh mắt lạnh lùng. Mặt Phong Tiểu Ngư âm trầm, khóe môi nhếch lên cười khẩy, dù nàng ta không ra tay thì cũng có cách để đối phó Lâm Nhất. Đại hội danh kiếm này sẽ xem hắn chết như thế nào. Bạch trưởng lão trở nên lo lắng, cảm giác có gì đó không ổn, ông ấy thấy những ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đều đầy thù địch. Lạc Hoa lặng lẽ liếc Phong Tiểu Ngư một cái, nét mặt nàng hờ hững, chỉ có đôi mắt là nổi lên hàn quang, cực kỳ đáng sợ. Phong Tiểu Ngư giở mấy trò khôn vặt này, nàng ta hoàn toàn không biết người mình đắc tội là ai. Chương 2445. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Nhất vẫn bình tĩnh. Không nhìn ra có dao động gì. Hắn không quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không quan tâm sự khiêu khích của Yến Tử Kính, hạng phế vật này căn bản không đáng để hắn ra tay. Từ tận đáy lòng, thậm chí hắn còn không có dục vọng giết đối phương. Hắn không để ý đến ánh mắt của những người khác, cũng không để ý đến sự khiêu khích của Yến Tử Kính. Đối với hắn, kẻ như vậy chẳng đáng để ra tay. Thậm chí từ sâu thẳm trong lòng, hắn còn không có hứng thú giết đối phương. Vì cảm thấy làm vậy chỉ bẩn tay mình. Tiểu Ngư, tin đồn là thật sao? T.
Tên Lâm Nhất này thật sự đã chọc mù mắt thị nữ của muội, còn ngạo mạn tuyên bố sẽ càn quét đại hội danh kiếm, dẫm bọn ta dưới chân. Phong Tinh Dương, người được Diệp Phi Phàm kể là một trong bốn đại cao thủ ở đại hội danh kiếm lần này, nhìn sang Phong Tiểu Ngư hỏi. Lời đồn rất phóng đại đến mức làm người ta cảm thấy không thật cho lắm. Chỉ cần nghĩ kỹ một tí, cũng thấy có nhiều chi tiết không hợp lý. Lời chất vấn của Phong Tinh Dương lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, là thật hay giả, hỏi đương sự Phong Tiểu Ngư là biết liền. Trong nháy mắt, các nhân tài trẻ trên đài phi thiên đều hướng mắt vào Phong Tiểu Ngư. Ngay cả bốn đại cao thủ khác là Triệu Nham, Cung Hạo Nhiên và Công Tôn Viêm thần bí nhất cũng không khỏi nhìn sang. Phong Tiểu Ngư thản nhiên nói, đúng là hắn đã chọc mù mắt thị nữ của ta, tát mấy cái đã làm cho các thị nữ khác bị thương nặng. Chuyện này không phải bí mật gì, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Hóa ra là thật. Tên này đúng là tội không thể tha, không cho hắn thiệp mời hắn liền xuống tay nặng như vậy, thật tàn nhẫn. Cưỡng đoạt thiệp mời thì cũng thôi đi, còn ngạo mạn tuyên bố sẽ càn quét đại hội danh kiếm, lấy kiếm thiên lôi đi, tên này thật là kiêu căng. Hừ, không biết sống chết, cũng chỉ là một thiên phách mà thôi. Lát nữa hắn lên đài, ta xem hắn sẽ chết thế nào, một tên yêu nghiệt của Thương Huyền Phủ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Phong Tiểu Ngư vừa dứt lời, lập tức gây ra một trận xôn xao, khắp quảng trường Thanh Nham xôn xao cả lên. Đủ loại chế nhạo, cười cợt vang lên không dứt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Nhất cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo và bất thiện. Phong Tiểu Ngư này chỉ nói Lâm Nhất đã chọc mù mắt thị nữ của nàng ta, không có phủ nhận chuyện Lâm Nhất đã nói những lời kia, những người khác tin là thật luôn. Tại sao Lâm Nhất lại đánh thị nữ của nàng ta bị thương, nguyên nhân trong đó, nàng ta không nhắc đến một chữ nào. Chỉ với vài câu nhẹ nhàng, đã biến Lâm Nhất trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích, ủ mưu giết người, chính là như này. Ta chưa bao giờ nói những lời đó, nếu đại hội danh kiếm này đã không hoan nghênh ta, vậy ta không tham gia nữa cũng được. Lâm Nhất đứng dậy định đi, Phong Tiểu Ngư là người nhà họ Phong, cả cái tàng kiếm lâu để mặc đối phương vụ oan mình. Gây bất hòa, đổi trắng thay đen. Đáng lẽ ra, thế giới của kiếm khách phải phân minh rõ ràng, chứ không phải bẩn thỉu như này. Đại hội danh kiếm thế này đúng là thật chẳng có gì thú vị. Thấy Lâm Nhất muốn đi, Yến Tử Kính lập tức hét lên, Lâm Nhất, ngươi còn dám bảo ngươi chưa từng nói những lời đó hả? Chính tai ta nghe thấy mày lúc trước ngươi dám bảo sẽ quét sạch đại hội danh kiếm, giờ trông thấy các anh hùng trong thiên hạ, ngươi sợ rồi à? Hôm đó, ngươi dám ra tay đánh lén Yến Tử Kính ta, hôm nay ngươi có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận không? Trong chốc lát, mọi ánh nhìn hướng về Lâm Nhất với vẻ châm biếm cực độ. Hóa ra tên này chỉ là tên tiểu nhân chuyên đánh lén, ngạo mạn nói năng ngông cuồng vậy, gặp phải nhân tài của đại hội danh kiếm là sợ luôn. Chỉ là một tên bất tài vô dụng, nực cười mà thôi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi quy tắc của đại hội danh kiếm bọn ta là đồ trang trí à? Cùng lúc đó, Phong Tỉnh Dương lạnh lùng đứng trên đài phi thiên, ánh mắt lóe lên tia lạnh lão, hắn trầm giọng nói, ngăn hắn lại. Xoạt xoạt xoạt. Quảng trường Thanh Yên lập tức xuất hiện một nhóm thị vệ của nhà họ Phong, tên thủ lĩnh thị vệ nhìn Lâm Nhất rồi chế nhạo, không phải các hạ muốn càn quét đại hội danh kiếm, đoạt đi kiếm thiên lôi của nhà họ Phong. À, sao lại đi vội thế, ta còn chưa được thấy uy phong của ngài cơ mài. Hắn ta nói vậy, lập tức làm mọi người cười ầm lên. Những nhân tài khác trên khắp quảng trường Thanh Nham đều cười rộ lên, đài phi thiên cũng vang lên tiếng đùa cợt. Ánh mắt Phong Tiểu Ngư xoẹt qua một tia gian xảo, như thể đang nói, đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Yến Tử Kính thấy Lâm Nhất chật vật như vậy, thì càng dám chắc đối phương chỉ có sức mạnh cơ bắp thôi, kỳ thực trình độ kiếm độ chẳng ra làm sao. Bằng không, chẳng cần thiết phải bỏ đi ngay vậy. Yến Tử Kính cười khẩy, rồi hô to, Lâm Nhất, nếu ngươi có gan thì đánh với ta một trận, ta cho ngươi một cơ hội để chứng minh bản thân. Lâm Nhất nhìn tên thủ lĩnh thị vệ ở phía trước. Khuôn mặt đối phương hiện lên vẻ châm chọc, chế giễu. Nếu ngươi muốn đánh, thì đánh thôi. Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên một tia lạnh lõ, trước nay hắn theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn cũng chưa bao giờ thật sự hứng thú với đại hội danh kiếm này. Nếu không vì chuyện ông già giao cho hắn, hắn sẽ không tới đây. Bị người khác phụ oan đã đành, còn bị khiêu khích quấy rầy không ngừng, có thôi đi không hả? Hắn không gây sự. Nhưng hắn cũng không phải người sợ rắc rối. Phút, Lâm Nhất quay người một cái, nhanh như chớp giật hạ người xuống võ đài, tốc độ nhanh đến mức làm cho rất nhiều người giật mình.
Trông thấy Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện ở đối diện, Yến Tử Kính lo ngay ngáy, hắn ta lạnh giọng nói, Lâm Nhất, chỗ này là đại hội danh kiếm, mọi người chỉ so tài trình độ kiếm đạo, không so tu vi, tất nhiên cũng không so về sức mạnh cơ bắp, những quy tắc này chắc ngươi biết nhỉ. Hắn ta cực kỳ sợ hãi về thể chất của Lâm Nhất, trận đòn hai hôm trước, đến giờ nghĩ lại mà vẫn rùng mình. Nếu không nhờ Phong Tiểu Ngư ra tay sai người đi tặng cho hắn thánh đan trị thương, thì cái thân tàn gần chết của hắn hoàn toàn không thể hồi phục được như hiện giờ. Lâm Nhất vươn tay ra, kiếm táng hoa cất trong hộp kiếm tử diên được nắm trong tay trái, hắn bình thản nói, ngươi ra tay đi. Hừ, mặt Yến Tử Kính hiện lên vẻ lạnh lùng, không nói nhiều, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn phát ra, đồng thời thánh linh trong cơ thể bùng nổ, dâng lên như lốc, bao phủ không trung. Hắn không giữ lại chút nào, vừa ra tay đã sử dụng võ học thánh linh, kiếm uy hùng hậu cuồn cuộn vô cùng. Cùng với tiếng thánh linh gầm thét trong không trung, hắn ta xông tới như tia chớp, kiếm trong tay phát ra kiếm quang chói lóa. Chiêu kiếm này quả thật cũng có chút đặc sắc, thánh linh còn chưa phóng thích ra, kiếm đã đâm ra rồi. Đợi đến khi đâm đến trước mặt Lâm Nhất, uy lực của thánh linh lập tức khiến cho kiếm uy tăng vọt, cho dù đối thủ chưa chịu thiệt thì cũng sẽ bất ngờ rơi vào thế yếu. Gần như gần trong giây lát, kiếm quang đó đã đến trước mặt Lâm Nhất, kiếm uy hào hùng bao trùm lên hắn. Mũi kiếm lóe ra hàn quang chói mắt, hàn quang hóa thành ánh sao, không ngừng phóng to trong đồng tử của hắn. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, táng hoa trong tay, vung ra một kiếm. Như điện quang phá tan bóng tối, như ngân long đâm nát hư không, một kiếm ra sau của Lâm Nhất chém ra với tốc độ nhanh đến mức làm người ta không kịp chớp mắt. Răng rắc, tiếng kiếm vỡ vang vọng bốn phương, thánh linh trên trời ầm ầm nổ tung, Yến Tử Kính hộc ra một ngụm máu. Đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị điện giật, lập tức cứng lại. Kiếm của hắn ta bị Lâm Nhất chém gãy rồi, hơn nữa còn gãy nát, trong tay hắn ta chỉ còn lại mỗi cán kiếm trơ trụi, lưỡi kiếm của đối phương thì lơ lửng trên không trung, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vù, thân kiếm rung rung, hàn quang lóe lên, Yến Tử Kính run rẩy, hắn ta sợ kiếm này của Lâm Nhất mà rơi xuống thì sẽ chém đứt đầu hắn ta mất. Ta thua rồi, Yến Tử Kính vội vàng nhận thua, sau đó toàn thân cũng thả lỏng. Dù sao đại hội danh kiếm cũng cấm giết người. Không, người chết phụt. Hàn quang lóe lên, máu tươi bắn ra, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, lùi lại ba bước, né đi máu tươi bắn ra từ cổ đối phương. Đợi đến khi Lâm Nhất hạ xuống đất, mọi người ngớ người, tốt xấu gì Yến Tử Kính cũng được tính là nhân tài kiệt xuất. Kiếm ý đã đạt đế cảnh giới thông linh đỉnh phong, cách kiếm ý thông thiên không còn xa, thế mà lại bại dưới một kiếm của Lâm Nhất. Lâm Nhất, đại hội danh kiếm cấm giết người. Ngươi chết chắc rồi, Yến Tử Kính ôm cổ, che chặt miệng vết thương, rồi cực kỳ căm. Phẫn nhìn Lâm Nhất, ta chưa giết người, ngươi chỉ bị thương khá nặng thôi, ngươi không nói sẽ không chết. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, cuối cùng vẫn phải chết. Lâm Nhất bổ sung thêm một câu trong lòng, hắn nhìn đối phương, mặt không chút biểu cảm nói. Hít, hít, mọi người hít một ngụm khí lạnh, cảm giác lưng lạnh toát, tên này ác thật đấy. Đáng hận. Phong Tiểu Ngư hận nghiến răng nghiến lợi, nàng ta đang định đi chỉ tội Lâm Nhất, nhưng đối phương đã thoát một cách hoàn hảo. Lâm Nhất kiếm pháp hay nhỉ? Hay thật, không hề tệ như Yến Tử Kính nói, nhát kiếm này ít nhất phải 70% người ở đây không tránh được. 70% á? Hơi ít rồi đấy, ta thấy ít nhất phải trên 80% số người ở đây không thể tránh được nhát kiếm này của Lâm Nhất. Suy cho cùng, đây cũng là đại hội danh kiếm. Những anh tài tới đây ít nhất đều nắm vững kiếm ý thông linh, chưa kể còn có vài người nắm vững kiếm ý thông thiên, tự nhiên trình độ kiếm đạo sẽ không kém. Lâm Nhất chỉ ra một kiếm, nhưng hầu như mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra phần nào thực lực của hắn, cho dù Lâm Nhất không thể càn quét đại danh kiếm, nhưng chắc chắn sẽ có một vị trí ở đây. Phong Tiểu Ngư, hôm đó đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi rõ nhất. Ta giữ thể diện cho ngươi, ngươi cũng đừng có mà quá đáng. Ta chưa bao giờ là kẻ thương hoa tiếc ngọc đâu. Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt đối phương, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt ngưng tụ sát ý lạnh băng. Ngông cuồng quái. Vừa nãy mọi người trên quảng trường Thanh Nham còn đang bàn luận sôi nổi, bây giờ lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người ngạc nhiên trước lời Lâm Nhất nói. Không ngờ hắn lại nói thẳng vào mặt Phong Tiểu Ngư trước mặt tất cả mọi người ở đại hội danh kiếm, người đó là tiểu công chúa nhà họ Phong. Hòn ngọc quý trên tay Phong lão gia tử. Nàng ta được mọi người vây quanh nịnh nọt, rất nhiều thanh niên tài tuấn ở đây còn sinh lòng mến mộ nàng ta.
nhưng Lâm Nhất này lại chẳng nể mặt nàng ta tí nào. Nói xong, Lâm Nhất quay người định đi, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Vù! Nhưng một bóng người đã vọt đến trước mặt hắn nhanh như tia chớp, chặn đường rồi lạnh lùng nói, Lâm Nhất, ngươi chọc mù mắt muội muội của ta, rồi định cứ thế mà đi à? Ngươi muốn đi, được thôi, để đôi mắt của ngươi lại. Lâm Nhất nhìn đối phương, hắn ngộ ra, người mà hắn ta nói đến là người thị nữ áo đỏ bên cạnh Phong Tiểu Ngư. Lâm Nhất không nhìn hắn, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên người Phong Tiểu Ngư đang ở trên đài phi thiên. Nàng ta lạnh lùng nhìn hắn, mỉm mai, bản tiểu thư cần ngươi nể mặt chắc. Chẳng lẽ hôm đó không phải ngươi mặt dày tới tìm ta xin thiệp mời à? Ta không cho, ngươi thẹn quá hóa giận, ra tay đánh người. Ngươi đừng tưởng ngươi đánh bại Yến Tử Kính là có gì ghê gớm lắm, ngươi tưởng quận thành Thanh Nham ta không có ai đấy à? Nếu ngươi thật sự có liêm sỉ thì đừng chạy, càn quét đại hội danh kiếm của nhà họ Phong ta đi. Những lời Phong Tiểu Ngư nói, lập tức khiến cho quần chúng nhân dân đang có mặt ở hiện trường sôi trào, nhất là các nhân tài kiệt xuất của quận thành Thanh Nham, cả đám bừng bừng lửa giận nhìn Lâm Nhất. Quảng trường Thanh Nham vốn khá là yên ả, sau một loạt lời nói của Phong Tiểu Ngư, mọi người ầm cả lên. Nhất là câu, người tưởng quận thành Thanh Nham ta không có ai đấy à. Lại càng khiến các nhân tài kiệt xuất của quận thành Thanh Nham phẫn nộ không thôi, cả đám máu nóng bốc lên đầu, la ầm lên. Dù sao Lâm Nhất cũng chỉ là người ngoài, không thể so với Phong Tiểu Ngư, người có sức ảnh hưởng ở quận thành Thanh Nham. Phong Tiểu Ngư nói vài câu, đã biến Lâm Nhất thành ác bá chuyên bắt nạt người khác, cả đám người bắt đầu hò hét không cho Lâm Nhất đi. Phong Tiểu Ngư ngoài mặt thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Người muốn đi cũng không dễ dàng vậy đâu. Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi. Lâm Nhất nhìn người thanh niên ở phía trước, như có điều suy nghĩ, người này e cũng do Phong Tiểu Ngư sắp xếp. Đúng là muội muội người bị ta chọc mù mắt thật, ta không bao giờ phủ nhận chuyện mình đã làm, nhưng đó là vì nàng ta động thủ muốn móc mắt a trước. Lâm Nhất nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Ai ra tay không quan trọng là, người đã chọc mù mắt muội ấy. Người là ca ca không có lý do gì lại không ra tay, ta với người đánh một trận, ai thua thì để đối phương chọc mù mắt, sau đó người muốn đi hay ở, Trần Anh ta không ngăn ngươi. Trần Anh nhìn Lâm Nhất chằm chằm, trong mắt ngưng tụ sát khí, nói rõ rành rành. Ngang ngạnh, trong mắt Lâm Nhất, người này là điển hình của kiểu người đầu óc có vấn đề, ngu xuẩn. Nhìn nhận vấn đề mà không quan tâm lý lẽ, Lâm Nhất đã nói rất rõ với hắn ta rồi, hắn ta vẫn không nghe, Lâm Nhất không khách khí nữa. Lạnh giọng nói, tránh ra. Hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh. Trần Anh dậm mạnh chân xuống đất, cơ thể bay ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía Lâm Nhất như tia chớp. Hắn ta chưa vội thi triển ra võ học thánh linh, nhưng chỉ dựa vào chân nguyên, đã khiến nhát chém này trở nên cực kỳ đáng sợ. Có thể dễ dàng đoán được là, thực lực của người này hơn xa Yến Tử Kính. Thấy kiếm quang của đối phương không ngừng phóng đại trong mắt mình, Lâm Nhất nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Người lấy đâu ra tự tin vậy? Tôm tép nhãi nhép, mà cũng dám tùy tiện ra tay với mình. Kiếm thế của hắn tỏa ra, như một ngọn núi cao sừng sững, trong nháy. Mắt đã cao đến nỗi không leo lên được, sâu không lường được. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhát kiếm của Trần Anh như sông đổ vào biển, không thể thoát ra, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Rõ ràng Lâm Nhất đang ở ngay trước mặt, sừng sững như ngọn núi, nhưng hắn ta lại không thể đánh trúng vào Lâm Nhất. Hãm sâu vào đó, như một chiếc lá che mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đây, vậy là sao? Trần Anh hoảng sợ, nhát kiếm chém ra đó, kiếm thế điên cồng tan rã, hắn ta vội vàng lùi về sau, không dám đứng lại. Keng! Nhưng vừa lùi được nửa bước, kiếm trong tay Lâm Nhất đã rút ra khỏi vỏ, táng hoa ra khỏi vỏ, tựa như tiếng rồng ngâm trong hồ sâu. Răng rắc! Tiếng vỡ vụn của kim loại vang lên bên tai mọi người, kiếm trong tay Trần Anh bị chém gãy. Kiếm phong lướt qua mặt, khiến hai má Trần Anh rung rung không ngừng, đong đưa như gợn sóng, mái tóc bung ra, không mở được mắt. Mãi một lúc sau, hắn ta mới tỉnh táo lại, lần này khi nhìn Lâm Nhất, ánh mắt hắn ta tràn ngập kinh hãi, hắn ta lẩm bẩm, ta thua rồi. Thế thì để đôi mắt này lại. Lâm Nhất thản nhiên nói. Đừng, đừng. Trần Anh nghe Lâm Nhất nói vậy, con người lập tức co rút, chân run lẩy bẩy, nức nở xin tha, ta. Ta chỉ đùa thôi. Huống hồ, không phải Lâm huynh muốn đi à, giờ ta nhường đường ngay đây. Phụt! Đáp lại hắn là một lồng kiếm quang như kinh hồng thiểm điện, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của Trần Anh đã bị Lâm Nhất chọc mù. Hắn ta hét lên thảm thiết,
ôm chặt lấy mắt, quỳ rạp xuống đất. Tiếng hét đó quá thê thảm, nghe mà dựng tóc gáy, toát mồ hôi lạnh, cả đám người nhìn sang Lâm Nhất, ánh mắt họ dần có sự thay đổi. Người này, ác quá. Yến Tử Kính và Trần Anh đều bại trong tay đối phương chỉ bằng một nhát kiếm, một người thì bị cắt đứt cổ họng, một người thì bị chọc mù hai mắt. Đại hội danh kiếm, chưa bao giờ máu tanh như này. Hình ảnh hung ác như vậy tạo nên một cú sốc lớn cho bọn họ, trong lúc nhất thời, cả đám cứng họng nói không nên lời. Sao tên này có thực lực mạnh thế? Phong Tiểu Ngư ở trên đài phi thiên lộ ra vẻ khó chịu, người hai do nàng ta sắp xếp, đứng trước mặt Lâm Nhất chẳng khác gì phế vật. Xoẹt! Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, một cước đá bay Trần Anh đang quỳ dưới đất, hắn hờ hững nói, ta muốn đi, người dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Trong tiếng hét thảm, Trần Anh bị Lâm Nhất đá bay như một đống rác, sau khi rơi xuống đất, hắn ta va vào rất nhiều người không tránh kịp, làm họ ngã nhào. Tên này kiêu ngạo quá. Trên quảng trường phía dưới, phần đông nhân tài kiệt xuất đang nghiến răng nghiến lợi, bọn họ hận không thể đi lên cho Lâm Nhất một bài học. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của đối phương, họ lập tức tỉnh táo lại, nếu tu vi bị giới hạn ở thiên phách, phần lớn mọi người ở đây đều không phải đối thủ của hắn. Một khi lên đánh, khả năng sẽ có kết cục như Trần Anh, cực kỳ thê thảm. Vùi! Ngay lúc đám đông đang lặng như tờ, một bóng dáng giang hai tay, chậm chậm hạ xuống chiến đài, hắn ta chặn đường Lâm Nhất, rồi trầm ngâm nói, nếu Lâm huynh đã tới rồi, vậy thì đừng đi vội, thực lực của huynh hoàn toàn đủ để tham gia đại hội danh kiếm. Tam tiểu thư không cho huynh thiệp mời, xem ra đã có chút hiểu lầm ở đây. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, người này khá là khôi ngô, trên mặt có vết mụn, nhưng rất nhạt, không ảnh hưởng đến tổng thể khuôn mặt đó. Triệu Nham, Lâm Nhất nhớ ngay đến lời giới thiệu của Diệp Phi Phàm, tuy tên đó nói nhiều, nhưng sau khi giới thiệu xong thì đúng là có thể khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn ta là một trong tứ đại cao thủ ở đại hội danh kiếm lần này, yêu nghiệt siêu phàm nằm trong top 1000 trên bảng tỉnh quân Đông Hoang, đây là một kẻ hung ác chính cống. Bảng tinh quân là bảng xếp hạng dành cho toàn bộ Đông Hoang, top 10.000 là một cột mốc, top 5.000 là cột mốc thứ hai, top 1.000 thì lại là một thế giới khác rồi. Huynh bỏ đi thế này, chắc hẳn vẫn chưa đánh đã. Thật ra hai tên phế vật này còn chẳng đủ tư cách để huynh rút kiếm, huynh đánh với ta một trận đi, ta chắc chắn có thể khiến huynh đánh thỏa thích, chẳng qua không biết huynh có thể khiến ta đánh tận hứng hay không thôi. Triệu Nham híp mắt, trong mắt lóe lên tia sắc bén, hắn ta cực kỳ hứng thú với Lâm Nhất. Gặp cái mình thích là thèm, không muốn bỏ qua. Lâm Nhất nhìn đối phương, cười bảo, các hạ coi trọng ta à, chỉ có điều, đại hội danh kiếm này chướng khí mù mịt, ta không thấy hứng thú cho lắm. Không phải huynh sợ ta đấy chứ? Triệu Nham nhếch mép cười bảo, tu vi giới hạn ở cảnh giới thiên phách, huynh vẫn có 1% cơ hội chiến thắng, huynh đến từ Phù Vân Kiếm Tông, chắc hẳn có tu luyện Phù Vân Thập Tam Kiếm, cho ta mở rộng tầm mắt đi. Trên đài phi thiên, mọi người rất ngạc nhiên. Không ngờ Lâm Nhất lại khiến cho Triệu Nham có hứng thú, Triệu Nham là siêu phàm đứng trong top 1000 trên bảng tỉnh quân, tương lai chắc chắn có thành tựu vô hạn. Rốt cuộc tên này có bản lĩnh gì nhỉ? Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên thiên phách thôi, có đức hạnh gì mà giao đấu với Triệu Nham. Mặt Phong Tiểu Ngư u ám, tỏ rõ rất bất mãn, những lời Triệu Nham nói khiến mặt nàng ta tái mét, nói như thể mình đang gây sự vô cớ vậy. Công Tôn Viêm, người có thực lực cao sâu khó dò nhất ở đây, được xưng là một đôi mắt kiếm, có thể nhìn thấu mọi kiếm pháp trong thiên hạ, hắn ta thản nhiên cười một cái, nhẹ giọng nói, hắn không chỉ là một thiên phách. Hả? Những người khác đều không hiểu. Nhiều người không kìm được quay sang nhìn hắn ta. Công Tôn Viêm hờ hững nói, kiếm thứ nhất còn ổn, đánh lại Yến Tử Kính, rất nhiều người làm được. Nhưng kiếm thứ hai này rất ghê gớm, hễ là người có kiếm ý thông thiên thì đều có thể nhìn ra vừa nãy kiếm thế của Lâm Nhất đáng sợ cỡ nào. Triệu Nham được xưng là kiếm si, chỉ cần lọt vào mắt hắn thì hắn sẽ không để ý thân phận của đối phương. Những người khác cả kinh, Công Tôn Viêm đánh giá Lâm Nhất cao thế. Phong Tỉnh Dương tỏ ra khó chịu. Hắn ta thân là người nhà họ Phong, tự nhiên sẽ thiên vị Phong Tiểu Ngư, hắn ta lạnh giọng nói, huynh coi trọng hắn thế cơ à? Công Tôn Viêm cười, không tranh cãi với hắn ta mà chỉ thản nhiên nói, cứ xem là biết. Bất kể là thực lực hay danh tiếng, Công Tôn Viêm cũng là người mạnh nhất ở đây, tuy bảo đại hội danh kiếm lần này có 4 ứng cử viên xuất sắc. Nhưng trong mắt nhiều kiếm khách, Công Tôn Viêm mạnh ở cấp bậc khác hẳn 3 người còn lại, chí ít phải mạnh hơn nửa cấp. Lời hắn ta nói dẫn đến một trận xôn xao, mọi người càng thêm chăm chú vào trận chiến giữa Triệu Nham và Lâm Nhất. Trên chiến đài,
khi Lâm Nhất đang giằng co với Triệu Nham, một giọng nói vang lên, Lâm ca, tên mặt dỗ này là một kẻ mê kiếm, hắn đã nhận định huynh rồi, cho dù huynh có rời khỏi đại hội danh kiếm, hắn cũng sẽ đuổi theo huynh. Không đánh với huynh một trận, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lâm Nhất nhìn theo tiếng nói, người vừa nói là một thanh niên còn nhỏ tuổi hơn hắn. Mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngài, diện mạo đẹp trai tuyệt trần, người đó chính là Diệp Phi Phàm vừa mới lén chạy về. Hắn nháy mắt ra hiệu với Lâm Nhất rồi cười nói, trong giọng điệu còn có ý nịnh nọt lôi kéo làm quen. Hắn nói đúng đấy, cho dù huynh rời khỏi đại hội danh kiếm, ta cũng sẽ đuổi theo huynh. Triệu Nham mỉm cười, trong mắt ngưng tụ chiến ý, nhìn Lâm Nhất chằm chằm, rồi trầm giọng bảo, đánh với ta một trận đi. Lâm Nhất im lặng một lát, rồi chợt cười bảo, nếu đại hội danh kiếm đều là những người mê kiếm như ngươi, nghĩ nghĩ thực ra cũng khá thú vị, ta đồng ý đánh với ngươi. Vậy huynh đừng khiến ta thất vọng đấy. Triệu Nham cong môi cười, hộp kiếm sau lưng mở ra, một thanh trường kiếm màu đen cổ kính và nặng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này tên là Lôi Ảnh, Thánh Vân chính là Thánh Vân Lôi Đình thất phẩm, ngoài ra còn có 300 đạo Thánh Vân, kiếm dài 4 thước 3, nặng trăm đỉnh. Ta từng dùng kiếm này, giết một mạch 8 tôn giả cảnh giới tiểu thần đan, miễn cưỡng xem như chưa bôi nhọ nó. Lâm Nhất nhìn thanh kiếm trong tay, bình thản nói, Táng Hoa. Kiếm này không phải thánh binh à, ta không quen thay kiếm khác, huynh mượn Tàng Kiếm Lâu một thanh thánh kiếm đi, Phong Lâu chủ hẳn sẽ nể mặt ta. Triệu Nham cười, sau đó liếc mắt nhìn Phong Huyền Tử ở đằng xa. Được. Phong Huyền Tử thản nhiên nói. Vèo, vèo, vèo. Vừa dứt lời, lập tức có 10 kiếm hầu bay ra từ Tàng Kiếm Lâu cao chót vót, mỗi người đều bê một hộp kiếm. Không thể nghi ngờ gì, trong hộp kiếm chắc chắn đều là thánh binh. Hơn nữa chất lượng sẽ không kém hơn Lôi Ảnh. Phong Huyền Tử lại cho mượn kiếm thật hả? Bầu không khí trên quảng trường Thanh Nham lập tức trở nên ngưng trọng, mọi người căng thẳng, họ láng máng cảm nhận được rằng, bây giờ đại hội danh kiếm mới chính thức bắt đầu. Lâm công tử cứ chọn một thanh kiếm tùy thích, Tàng Kiếm Lâu cho. Mượn kiếm, trước nay đều không cần trả lại. Kiếm hầu đứng đầu trong số 10 người này, vẻ mặt kiêu ngạo, mỉm cười nhìn Lâm Nhất. Khi nhắc đến, Tàng Kiếm Lâu bọn họ còn khá là kiêu ngạo. Lâm ca, lấy hết đi, Tàng Kiếm Lâu giàu lắm, không ngại đâu. Diệp Phi Phàm ở bên dưới nháy mắt cười nói, mấy vị kiếm hầu co rút khóe miệng, tên này ở đâu chui ra vậy, nói lắm thế. Tên kiếm hầu dẫn đầu trừng mắt nhìn Lâm Nhất, lo Lâm Nhất mượn hết cả 10 thanh thánh kiếm, Diệp Phi Phàm cười đùa cợt nhả, không để ý. Lâm Nhất không mở hộp kiếm, hẳn trực tiếp từ chối, không cần, ta chỉ cần Táng Hoa. Huynh chắc chứ? Lâm Nhất gật đầu, tên thủ lĩnh kiếm hầu kia nhíu mày, không nói thêm gì nữa, rồi cùng những người khác lui xuống. Đây là đang muốn chết à? Mọi người không hiểu ra làm sao, ánh mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Nham sửng sốt, sau đó cười nói, không sao, ta hiểu mà. Nếu huynh không thay kiếm, vậy ta cũng không để huynh chịu thiệt. Huynh mà đỡ được 10 chiêu của ta, coi như ta thua. Xôn xao nhưng hắn ta vừa nói xong. Liền cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến hắn ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là ánh nhìn lạnh lẽo từ Lâm Nhất đang nhìn mình. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lẽo, mày kiếm sắc bén, hắn cất giọng bảo, giới hạn tu vi ở cảnh giới thiên phách, không thể phát huy hết uy lực của thánh kiếm, 10 chiêu không làm ta tận hứng được đâu. Ngươi cứ đánh nghiêm túc đi, nếu không lát nữa thua, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lại đâu. Cái tên này, nụ cười trên mặt Triệu Nham cứng đờ, trong lòng lộp bộp một chút. Nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.